Giờ bà con cứ ở tỉnh là giao hàng bằng Tô Châu nha bà con. Có ai ở trung tâm tỉnh là giao hàng bằng Tô Châu á, tỉnh nào cũng được, 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chứ Bình Dương giao tại tỉnh nha bà con, huyện xã chưa tới nha. Đây. Tô Châu tất cả các tỉnh. Bà con cứ alo tới tỉnh là được. Thẳng nơi con, thẳng bà con giao tới tỉnh thôi, bà con đi lấy về. Rồi bà con lấy cho luôn nha, 0886356707. Tất cả tỉnh đều giao nhưng mà giao tại trung tâm tỉnh thôi. Ngoài tỉnh là không nhận. Con tự đi lấy.